Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì cũng qua thời gian biết lâu rồi mình quay lại làm cái video này ha. Thì hôm nay bận công chuyện quá, mình ít làm video, ra video với các bạn. Thì hôm nay mình ra thăm cái dẻo của mẹ. Cũng phải được mấy tháng nay. Đây nó con ha. Con mới nở. Bình vô đây thì nó có lộn xộn, mấy con nó vô đây nở luôn. Hôm nay thì mình đi thu hoạch trứng ha các bạn. Đây đây, mình cho các bạn coi trứng có ngốc đẻ ha. Trứng ngốc bu thì nó đẻ ra màu trắng ha các bạn. Thường thì các bạn muốn cho nó đẻ thì các bạn phải làm cho chỗ cho nó đẻ. Nó thì nó thích sống ở trong chỗ mát á. Các bạn làm chỗ nó bịch càng mát thì ốc nó sẽ vô đó đẻ nhiều hơn. Đây đây con này nha. Mình thường thường thì khoảng 2 ngày 3 ngày mình mới ra thu hoạch trứng một lần. Chứ mình không có đi thu hoạch thường xuyên. Tại vì dèo này của mình nuôi khoảng tầm 20 kg. Nên số lượng ốc nó đẻ hàng ngày nó cũng hơi ít đó các bạn. Nên mình đi thu hoạch nó cũng mất. Đây đây, nó có đẻ trong thùng này, trứng hoa trứng này. Đây đây đây. Các bạn thấy không, hoa trứng trắng đó. Đây, mình sẽ lấy hai cái này. Mình lấy trứng, mình lấy nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Để em phải nó dập trứng hết. Hai. Đây là trứng bu nha. Hiện tại bên kia thì dèo đó mình đang ươm ốc con anh Toản. Số lượng ốc con thì hiện tại ươm khoảng chừng 20.000 con. Chắc có chừng vài tháng nữa nên nó sẽ có khoảng 20.000 con ha. Trong mương này mình thả ra nhiều lắm rồi, một hồi để mình sẽ bắt cho các bạn coi ha. Mấy con ốc mà nó, mấy ốc con mà mình thả hồi đợt rồi á, bây giờ nó bự con nào lấy bằng phải ngón tay cái rồi các bạn. Bữa nay thì như trời hôm ngày mưa nên nó đẻ số lượng cũng ít. Tôi hỏi một ngày mình có thể thu một giỏ ốc này thu khoảng mười mấy ổ trứng á. Còn thì bữa nay thì chắc nó ít rồi, hôm ngày mưa quá. Đây là của mẹ nè. Các bạn coi nha. Đó. Của mẹ nè. Mình tuyển chọn ra những ốc bự ha, ốc đẹp nha. Thì mình làm ốc của mẹ. Bữa nay chắc số lượng ít rồi các bạn ơi. Các bạn muốn tích tốn công chi phí chăm sóc thì mình thả bèo cám như thế này nè. Mình có thời gian mình ra mình vớt bèo cám mình bỏ vô trong dèo thì để cho ốc nó ăn. Mương này mình thả bèo cám như là nó nở ra, nó muốn hết gần hết mương luôn. Quá trời. Bên này trứng ốc ít rồi. Này mình cho nó nở ra phản cái ốc này là phản từng tuần tuần tuổi rồi thành lớn rồi các bạn. Phản hồi mình bắt mấy ốc đợt trước mình thả ra rồi phản như bây giờ cũng phải được 3 tuần 4 tuần tuổi. Mình thì mình ươm trực tiếp ở ngoài dẹo luôn, mình không ươm trong nhà. Tại vì mình thấy ươm ngoài dèo này á, cho nó tự nó nở rồi nó bò ra ngoài dèo luôn, mình không có cần tốn công để thả ra này kia nó mà luôn, nên mình ươm trực tiếp ngoài dèo. Đây được một trứng nhỏ nè. Bữa nay mình thu hoạch phải được 4 mẫu hả, ngày mưa
Đây là trứng mình đang ấp nè các bạn. Mình thấy không? Trứng màu đen này nè, nó chuẩn bị nở rồi nè. Nó chuyển từ màu trắng màu cho màu ấy đục nè, đục sữa nè. Nó chuyển thành ra màu đen này nè, nó chuẩn bị nở rồi các bạn. Mình ốc này mình ấp chừng 10 bữa đến 15 bữa là nó sẽ nở ra hết rồi. Thì trứng ốc này mình ươm nó mau lắm. Cách ấp thì dễ thôi, bạn chỉ cần giữ ẩm cho nó mỗi ngày. Ngày nào bạn có giữ ẩm cho nó hết. Ngày một ngày khoảng 2 cử giữ ẩm. Mình thì mình đắp lông thôi nè. Lông mình nhớ vũ cho khô, bạn cứ đắp lên nha các bạn. Các bạn nào thì muốn nuôi, muốn trao đổi kinh nghiệm thì mình cứ y đi với nhau. Tại vì cái ốc này, mô hình nuôi ốc này nó cũng bây giờ nó cũng phổ biến rồi, nó không có như giống như trước nha. Hình như là hầu như là như địa phương nào mình thấy cũng có nuôi hết. Thì theo diện tích của mọi người ở nhà, nếu mình có quỹ đất ở mương ấy, thì mình nuôi ở ao hồ, còn không thì mình nuôi trong bể bạc thì cũng được. Nói chung là mình chỉ cần biết cách chăm sóc, với cách chăm sóc ốc với cách chọn giống này kia là mình có thể nuôi ok hết rồi. Này là chỉ là quan trọng cái nguồn giống đầu tiên thôi. Với nguồn giống chất lượng thì các bạn nuôi sẽ nó đạt hơn. Đây đây đây. Đây là ốc mình ấp được rồi nè, 4 tuần tuổi nó nở ra được 4 tuần. Các bạn nào muốn mua giống hay là cần hỗ trợ kỹ thuật này kia thì mình kia đi mình. Mình sẵn sàng trao đổi chia sẻ với kỹ thuật cho các bạn. Thôi xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau nha.